Yo, hello anh Nam, chào mừng anh Nam đã đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc phiêu lưu trong cái trò chơi con game là Macaron này. Thì như ở tập trước, mình đã thuần hóa được một cái con đầy tớ rồi anh Nam. Thì trong 15 phút nữa là nó sẽ thuần hóa xong. Và ở tập trước mình cũng đã mở hóa được cái bà Smithy này. Bây giờ chúng ta muốn chế cái bà Smithy này thì phải có cái Iron Ingot. Và hôm nay là cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ đi farm cái Iron Ingot nha anh em. Thì ở trên cái bản đồ này anh em thấy khi mà mình có mấy chấm vàng này này, thì khi mà mình chỉ chuột vào là nó sẽ có hiện ra những cái tài nguyên mà chúng ta có thể là cướp được ở đây. Ví dụ như ở đây là chúng ta có thể cướp được Sulfur này, Fire Blossom này, hoặc Clay này. Cái mình đang cần bây giờ là mình đang cần Iron Ore. Iron Ore thì chỉ có ở khu vực này là mình thấy có Iron Ore thôi nè. Cho nên là mình sẽ tới cái điểm này để mà mình lấy cái Iron Ore. Rồi, chúng ta lên đường thôi nè. Cái điểm này cách mình đang là 917 mét. Thì mình sẽ di chuyển tới đây. Và sau đó là mình sẽ dùng cái di chuyển nhanh tới cái địa điểm này. Tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta thôi nè. Bây giờ bàn di chuyển đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển tới cái chỗ trên này. Đánh dấu này. Thường thường là những cái nơi mà có cái tài nguyên sắt là ở nơi đó là có cái thú rất là hung dữ hoặc là những tên cướp rất là mạnh. Chuyến đi này là mình phải cẩn thận. Ăn tạm cái con nai này, mình lấy máu. Thấy ở đây là tối level rất là cao. Thằng này là cái đầu sọ là nó level cao hơn mình rất là nhiều nè. Trong khi mình đang level 47. Né nó thôi nè. Không biết là trong cái có ở đây level 37 anh em. Thằng này 40. Ô thằng này 40. Hình như thằng này là boss anh em. Để mình xem. Level 40. Đây, nó đây. Thì giết nó là mình sẽ được một cái prison cell. À, chuẩn bị tâm lý để mà chơi con boss này nè. Thằng này đánh cái gì dưới này có nữa. Mình đang bị bao vây giữa hai quân thì mình để cho tụi nó đánh nhau anh nè. Cứ né ra cho tụi nó đánh nhau. Mày đánh nhau gần chết rồi tao lao vào. Con này cũng là boss luôn thôi. Phát từ nè. Discipline!
đánh từng vụ, đánh từng con một hơn nha. Không việc gì mà phải gấp gáp cả. Chết mày đi. Ui nó hồi máu kìa. Không cho nó hồi máu nha. Mình đã giết nó rồi. Rồi đây mình hồi máu rồi nè. Một con là giết được một con rồi nè. Vẫn còn một con nữa. Để mình xem thử có skill gì mới thôi. Cột năng lượng làm chậm kẻ thù trong một khu vực và hồi máu cho đồng minh để 40% sức mạnh phép thuật của bạn. Một cái skill mới này thì để mình thử. Thì con mình vừa giết là con này thôi. Thì giết con này là sẽ mở khóa cho mình được cái glass. Thì khi nãy là con boss nó chạy về hướng bên này đúng không? Ui, ở đây level 54 luôn nè. Thôi, nã ra nè. Cái chỗ khi nãy mình gặp con boss kia đây. Nhưng mà bây giờ nó đi đâu rồi, không thấy nữa. Ui, skill kinh giờ. Chết mày nè. Iron Ore nè. Đây rồi, thì ở đây cũng có Iron Ore nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào trong này coi thử. Đây có một ôi, ở đây có con ngựa nè. Giữ để cưỡi. Ui vãi, mình cưỡi người được luôn anh em. Ui. Ui, ngon. Tự nhiên có con ngựa cho mình nè. Đấy, tạm thời để đó đi. Tao lúc sửa này xong là tao sẽ dắt mày về nhà luôn. Oh, ngon, thêm một cẩm, một cầm cục Iron Ore nữa nè. Bay nữa nè. Yeah.
Đi, đó, đấy. Mình sẽ dắt cái con này về nhà luôn anh em. Mục tiêu của chúng ta vẫn là cái quặng đồng ở dưới này. Mày chạy đi đâu? Anh em đã thấy một pháp mà 78 mà. Đây rồi, con level 52 này anh em. Con này bắn skill lửa. Khoan, từ từ. Chơi từng con một thôi. Nhưng mà khó rồi, con này nó đi chung với hai cái con này rồi. Đấy, dụ nó ra ta. Mày cũng ngon thì ra đây. Để mình dụ nó xuống lên nè. Rồi, xuống đây. Thấm đấy, anh em thấy một phát hát một phát 71 máu và làm choáng mình luôn. Ui, nó né được nữa nè. Con này kinh đấy, không đùa đâu. Cứ đánh đĩa nó thôi nè. Nó bắn rất là chuẩn nha. Chết mày này, chết mày này. Tha cho em. Em xin lỗi anh. Ê, nó chạy về kìa. Ui, nó đầy máu lại rồi. Con này khó chơi rồi anh em ơi. Mình hồi máu xíu. Nó level 52 luôn. Giờ chúng ta vào ăn trộm sắt trước để về chúng ta chế vũ khí xí. Khi mà vũ khí của chúng ta mạnh hơn rồi, chúng ta sẽ quay lại đây chúng ta giết nó. Giờ cái vũ khí của mình còn yếu quá anh em. Chúng ta vào cái đường hầm nào. Để ai đừng ngon nè. Tranh thủ farm thôi anh em. Quá là trong này level 40 anh em. Sao nó lại vào đây rồi? Sao mày lại vào đây rồi? Nó biết mình không lén nên là nó vào anh em ạ. Con này nó bắn rất là chuẩn. Né thôi. Ôi, cái bình máu nè. Mình có hơn 2000 khỏi Iron Ore rồi. Ráng farm thêm xíu nữa rồi về anh em. Để cho nó đi trước mình đi sau. Tụi này đi tuần tra. Ui, cái gì nữa? Ở đây một quầy nữa thế này.
Ui, mấy anh không giữ quá, tha cho em. Tụi này toàn xài skill lửa đánh rất là khó chịu anh em. Hồi máu cái đợt nào. Nó bắn cực kỳ. Ui, ở đây có gì nữa đây? Cho khu này nguy hiểm quá anh em ơi. Mình chỉ còn một giọt máu cuối cùng nữa nè. Tao chỉ xin ít còn sắt thôi mà sao tụi mày khó khăn với tao thế? Ăn thịt cái con này nè, chúng ta hết máu rồi. Đây nữa nè, hình như ở đây tụi nó chụp bao rất là đông. Ra ra nè. Ô, tụi nó đánh nhau kìa nè. Ấy, tụi mày đánh nhau đây. Ấy. Tao giúp cho. Ấy. Đánh nó đi. Hay lắm. Má cái con này nó có skill lướt nhìn kinh khủng nha. Nó lướt liên tục luôn kìa. Trời ơi chết rồi. Nó gọi con ra rồi nè. Đánh con lại con này rồi. À không, mấy con thú này lên, nó đánh nhau luôn kìa. Mình cứ để cho nó đánh nhau thôi. Tranh thủ hồi máu nè. Mày kẹt có lát rồi. Kẹt có lát. Nó còn nửa bình thôi. Đánh đi, đừng đánh tao, đánh cái con kia đi. Nói gì với mình rồi. Con boss kia nó mạnh quá, mình chơi không nổi nè. Đây có một cái công thức mới nè. Để mình tranh thủ hồi máu. Còn không nữa mình nghĩ là mình đang có 2.300 cái quặng Iron Ore này. Để về mình chế cái vũ khí nữa.
rồi sẽ quay lại chơi tụi nó anh em. Đấy, tụi mày có ngon thì đứng đó đi, chờ tao. Giờ mình sẽ quay trở lại cái bàn teleport này. Ồ, con người nó cưỡi á, nó chạy rất là nhanh anh em. Đây có một con boss mà nè. Bên cái khu này nguy hiểm quá. Chó nè, người nè. Bọn này là bọn dân làng đây. Đấy, tụi mày đợi tao, để tao về tao chế vũ khí nữa. Qua bên này không có vũ khí sắt là đánh không lại đâu. Ồ, mình có thể dịch chuyển con ngựa mình theo luôn anh em. Ui, một phát con sói chết luôn. À, chúng ta đã về ngôi nhà yêu thương của chúng ta rồi. Thì mình sẽ đặt tên cho con ngựa này, tên là Bobby. Giữ con ngựa của bạn sống bằng cách cung cấp cho nó nước uống. À, bỏ vào nè. Thì ba bịch nước này là có thể giúp nó sống trong vòng 27 tiếng anh em. Để xem thuần hóa cái con này xong chưa. Ô, xong rồi này. À, con này là mình sẽ đặt tên là Fiona. Chạy đi. Ui vãi. Ồ, và cái con Fiona này mình có thể trang bị được đồ cho nó luôn nè anh em. Và đây là cái con người hầu đầu tiên của mình. Ôi, giờ mình cưới nó được không ta? Đây, để ta hôn một cái nè. Xong cái nhiệm vụ này luôn. Chỉ huy các Seven của bạn từ cái Castle Thôn để mình cất đồ vào kho đã anh em. Phải xây thêm một cái thùng để đồ nữa rồi. Lumber. Lumber thì mình nhiều lắm. Mình sẽ xây thêm hai cái rương ở đây. Và trong cái rương này chúng ta sẽ cất đồ vào. Ồ, cái Blue Accent mình rất là nhiều luôn nè. Một loại bia tăng sức mạnh phép thuật. Ừ, cứ để vào đây đi. Super. Tim thì mình cái này mình cũng có 200 mấy tim rồi. Đấy, chúng ta sẽ thì 15 cái cục iron ore thì sẽ đổi ra được một cái iron. Lấy cái này ra để cho nó chế cái iron ore trước anh em. Ta đang cần là quặng sắt.
Bạn Star đi. Bạn Star đi là ở bên này. Mình mở được cái găng tay này nè. Găng tay này thì chắc là chế ở cái bàn này luôn đây. Không có. À, vậy là nó nằm trong cái bàn Tyler này rồi nè. À, chế tạo áo giáp vải nè. Caston Thor ngồi xuống ngai vàng và chỉ huy những người hầu của bạn gợi chúng đi săn tìm kho báu kiến thức và máu. Cái này thì mình chế được nè. Cần 4 quả tim này. Tim này trong gương mình đang có là 47 cái. Đấy, chế đi nào. Iron Ingot và Stone Bridge. Phần lăng mình cũng gần hết rồi nè, để mình bỏ thêm củi vào anh em. Chế tạo đi nào. Rồi, và mình nghĩ video của ngày hôm nay là đến ngang đây thôi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.